Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, từ Tết đến giờ thì bên mình bị hoàn của ba đơn, tỷ lệ hoàn thực ra như thế là quá thấp. Quá thấp, mình đang rất là mừng nhưng mà bực có một cái đơn là mình bực từ hôm qua đến giờ, cái đơn bị hoàn. Khách thì báo là tao đáng tuổi cha tuổi chú mày, con tao còn lớn hơn cả mày cơ. Chả nhẽ tao lại đi bom hàng của mày, tao già rồi tao không biết cọc cạch số tài khoản hay thẻ nạp như thế nào. Mày cứ gửi hàng về đây cho tao, tao sẽ nhận cho mày. Bên mình thì nếu mà người được đứng tuổi như thế nói như thế mình cũng cũng ngại, cũng chả biết là nói như thế nào. Thế là bảo vâng, thì chú cứ xem lại video cho cháu xem, nếu ưng mày đấy thì gọi lại cho cháu, rồi một lúc sau thì chú gọi lại bảo tao xem kỹ rồi, tao ưng lắm rồi, mày gửi đi, chỉ cần gửi đúng hàng là tao nhận, không sợ tao bom đâu. Ôi, gửi hàng đến thì thế nào. Gửi hàng đến không chê được một câu nào cả. Đến thì bảo là ôi tao tìm hiểu rồi, cái dòng này pin nó hơi thấp, tao không dùng được đâu, tao không lấy đâu. Ôi giời, ngậm đắng nuốt cay lúc đấy, cay lắm. Từ khách lại bảo là thôi tao không lấy, tao trả mấy tiền ship. Lúc đấy mình cũng ngậm ngùi bảo ok, khách cũng đang làm tử tế. Ngờ đâu quay sang hỏi hỏi shipper. Shipper bảo là người ta giả có 20.000 tiền ship thôi. Bảo ôi dồi ôi, 20.000 tiền ship mà bây giờ chiều ship đi của cháu là 39.000, ship về 39.000 là 78.000, chưa kể dâu ria đóng hàng rồi bọt biếc các kiểu nữa, cháu lấy chú 70.000 làm với chú ấy giả cháu có 20.000. Lúc đấy khách bảo giả 20.000, vậy mình cày lắm rồi, đang nghĩ trong bụng khoảng 20.000 giờ chỉ được có hai thẻ hương. Ui, chả nhẽ mình lại chửi thề. Thế là thôi anh ngậm đắng nuốt cay giải thích mãi bảo là đấy, bây giờ hàng nó như thế, gửi một chiều 39.000 rồi, hai chiều là 78.000, chưa kể cái tiền hộp, tiền xốp, tiền công vận chuyển ra bưu điện các thứ nữa. Đấy, 70.000 là quá rẻ. Cuối cùng nói mãi thì bảo là thôi tao trả 40.000. Điền thật. Cho nên là các bạn khi xem hàng của bên mình, thực ra cái tiền cọc đấy nó thực ra nó không đáng cái gì cả. Bên mình bán hàng là 5 năm rồi, cọc thì các bạn cũng không sợ mất đâu. Hàng đến nếu mà lỗi hoặc là không đúng như sản phẩm mô tả, bên mình hoàn trả lại tiền cọc. Còn nếu các bạn nào mà đã chấp nhận lấy hẳn uy tín của mình ra rồi ấy, thì cái gì cái các bạn phải giữ chữ tín, chắc chắn, phải xem chắc chắn thì mới lấy, hoặc là chắc chắn thì mới ủng hộ, chứ các bạn đừng kiểu như thế. Thực ra thì cái tiền ship thì nó cũng chả đáng bao nhiêu đâu, nó cũng chỉ có ngót nghét gần 100.000 thôi thì cũng không sao, nhưng mà cái thái độ của người mua hàng làm mình rất là bực. Rồi bảo là cái gói hàng nó bé tí như thế này, ship gì mà tận 70.000, tao giả 20.000 thôi. Cái hàng nó bé nhưng mà giá trị nó cao. Hàng này bọn mình đi phải đóng gửi hàng ở bưu điện ấy, là phải đóng tiền bảo hiểm cao gấp nhiều lần những cái đơn hàng to. Ví dụ đơn hàng to nó cùng cây nhưng mà tiền bảo hiểm nó rất là ít. Còn cái tiền này bên mình nhá, phải đóng là 1,1% tiền bảo hiểm, tiền giá trị máy đấy các bạn nhá. Nên các bạn cực kỳ thông cảm khi bên mình bảo các bạn mua hàng mà phải cọc các bạn nhé. Thì nói miên man dài dòng, bên mình sẽ vào giới thiệu cho những chiếc máy đang có tại kênh. Thì đây chính là những chiếc LG V60 Thinh Quy, bên mình vẫn còn rất là nhiều, số lượng rất nhiều các bạn nhé. V60 Thinh Quy này là dòng flagship đời cuối của LG này, bên mình đang bán các bạn giá là 3.9 triệu. Và đây là những chiếc máy hàng tuyển chọn, hàng zin đẹp các bạn nhé, hàng đẹp đến 99% luôn các bạn. Đó, tiếp theo đến một dòng máy nó cũng không kém phần sang trọng. Đây là thiết kế mỏng manh của một dòng LG, cũng là dòng flagship. Đây là LG Velvet. Đấy, hàng của bên mình thì nó là hàng A cộng rồi, zin ken sabeng luôn, nguyên áp, máy đẹp. Thì màn trắng sáng không ám, ngủ không lưu hình. Con này thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 3.5 triệu thôi các bạn nhé. Hay là đến iPhone thì bên mình có một cây 6S Plus. Đây, khách dùng cũng khá là lâu rồi, mua từ cái đợt mà hàng trưng bày của bên mình đây. Đây là bản 64GB. Đấy, hàng quốc tế các bạn nhé, 64GB quốc tế này, chân sạc với cả tai nghe vẫn còn trắng tinh này. Đấy, khách dùng rất là ít. Đấy, màn hình thì trắng sáng không ám, không ngủ không lưu hình. Ngoại hình thì nó có run rế một chút. Thì cái dòng 6S Plus này thì các bạn cũng, nếu mà tín đồ của iPhone thì các bạn cũng đã biết đúng không ạ. Thì dòng này thì chỉ có vỏ zin thì nó mới bị run rế thôi, còn nếu các cái máy mà vỏ đẹp thì 100% là vỏ thay các bạn nhé. Đấy, con này thì bộ nhớ 64GB thì bên mình bán cho các bạn với giá của nó là 2.300.000. 2.300.000. Đấy, hàng zin nguyên bản luôn, nhìn cái camera là các bạn đủ biết là hàng chất rồi. Tiếp theo đến một cây iPhone 7 Plus bản 32GB. Con này của mình ngoại hình của nó cũng là hàng zin đẹp phẩy, bên mình đã bán cho các bạn giá chỉ có 2.900.000 thôi.
Đó, giá tương đương với một con 6S Plus các bạn nhé, mà giá chỉ khoảng 2.900.000. Đấy, kèm tiếp nữa đó là một cặp lốt 20 5G phiên bản Mỹ, máy 2 SIM, một SIM vật lý, một e SIM. Đó, hàng Zinken Spam. Test ok hết rồi đấy các bạn này, test ok hết rồi, các bạn chỉ về việc lắp SIM vào dùng thôi. Bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 6.100.000 nhá. Tiếp theo thì cây Samsung Galaxy S9 nhỏ bản RAM 4, bộ nhớ 64GB, Hàn Quốc 2 SIM. Bên mình đang bán cho các bạn giá chỉ có 2.900.000, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình các bạn nhé. Tiếp theo nữa đến một chiếc Samsung Galaxy S21 nhỏ phiên bản Mỹ, 2 SIM, 2 sóng online, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Bên mình bán cho các bạn với giá của nó chỉ có 6.600.000 thôi. Đây là hàng Zinken Sven các bạn nhé, hàng A cộng luôn. Đấy. Tiếp theo nữa đến một cây Samsung Galaxy S15G. Con này thì ngoại hình của nó là hàng zin 100% luôn. Đấy, cam kết với các bạn luôn. Ngoại hình của nó thì đẹp tầm 98-99%. Nhìn kỹ thì thi thoảng vẫn có phe phẩy lông mèo, nhưng mà không có vết cấn, vết xước, móc sâu. Đấy, hàng zin nguyên bản, màn hình trắng sáng, không ám, ngủ, không nuôi. Bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 4.300.000 nhá. 4.300.000 thôi các bạn. S15G, màn hình của nó lên đến 6.8 inch, pin của nó là 4.500. Đấy, RAM 8GB, bộ nhớ tận 256GB, máy một SIM. Và hôm nay bên mình về được cái ít hàng khá là chất, thì bên mình có để lại được 3 cây S20 Ultra phiên bản Mỹ 2 SIM. Đấy, hàng này nó là hàng Zinken Sven luôn. Đấy, hàng tuyển chọn của bên mình. Đấy, thì hôm nay có cả màu xám và màu đen các bạn nhé. Đấy, ngoại hình zin đẹp. Đấy, hàng zin đẹp luôn, bản Mỹ 2 SIM, RAM 12, bộ nhớ 128GB, một SIM vật lý và một eSIM. Bên mình đang bán ra cho các bạn giá chỉ có là 7.200.000 thôi. Giá chỉ 7.200.000 các bạn nhé. Và bên mình sẽ vào giới thiệu chi tiết tại sao giá nó lại như vậy. Đấy, đầu tiên sẽ nói đến nó những chiếc LG V60 Thinh Quy, chùm cuối của LG đây. Đấy, đây gọi là chùm cuối luôn. Đấy, đời cao nhất của LG, dòng flagship. Về cấu hình, ngoại hình của nó thì không thể nào mà chê được. Đây là một con máy cực kỳ chắc chắn, cầm rất là đầm tay. LG V60 Thinh Quy thì sở hữu con RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB các bạn nhé. Chip Snapdragon của nó là Snapdragon 865. Đây là một con chip cực kỳ khỏe. Các bạn chơi game, chơi hoặc là lướt ứng dụng các thứ thì cực kỳ là mượt mà luôn. Màn hình của nó lên đến 6.8 inch, pin của nó lên đến 5000 mAh. Đó, thì các bạn yên tâm, đây là một con máy mà các bạn có thể dùng pin cả ngày, có khi đến 2 ngày không hết các bạn nhé. Đấy, tất cả chức năng của nó đều là dòng cao cấp nên các bạn yên tâm, kể cả cái camera chụp ảnh lấy nét cực nhanh. Đấy, chụp ảnh nét nhanh hơn cả iPhone luôn, và nó rất là đẹp, màu rất là thật các bạn nhé. Đó, máy bán ra thì bên mình có tặng các bạn một ốp lưng, một kính cường lực, một bộ sạc và một bộ tai nghe. Đấy, máy thì có hai màu xanh và trắng. Đấy, ngoại hình zin đẹp 99% luôn, diện tính có thể coi là hàng keng luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, bán ra bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1. Đây, một dòng nữa cũng là dòng flagship của LG, nhưng mà về thiết kế của nó thì nó lại mỏng manh và nhìn nó kiểu như là thanh tao hơn, thì nó rất là cái gì đấy, nó rất là sexy các bạn nhá. Đấy, màn hình thì cong này, cong tràn viền luôn. Đấy, màn hình cong tràn viền, nói chung để về màn hình của bọn này thì quá là ngon, bởi vì cái tấm nền nó rất là cao cấp các bạn nhá. RAM của nó thì lên đến 8GB, bộ nhớ của nó thì 128GB, pin của nó thì là 4200 mAh. Đấy, pin rất thoải mái, và ngoại hình của nó thì chắc chắn rồi, 100% sẽ làm hài lòng tất cả các bạn, từ mặt trước mặt sau đến thiết kế các cái thứ camera này, theo hình giọt nước to nhỏ dần này. Đấy, thì máy bán ra sẽ tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc và một bộ tai nghe. Bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có 3.500.000 thôi các bạn nhé. Màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Bọn này thì chỉ có một SIM và hỗ trợ sóng 5G. Nó vẫn đang chạy con chip Snapdragon 765G. Con chip này cũng cực kỳ là mạnh luôn các bạn nha. Đấy, đến dòng iPhone thì hôm nay bên mình có một cây iPhone 7 Plus bản 32GB.
Con này thì ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng zin phẩy, không có cấn móp. Đây là khách dùng từ đầu luôn, không có cấn móp nên nó chỉ có xước nhẹ răm răm do dùng ốp và lâu ngày thôi. Đấy, thì nó xước răm rất là nhẹ. Các bạn nhìn ở trên video thì thấy nó tương đối đẹp. Như mình đánh giá nó sẽ rơi vào tầm 95%. Màn hình zin nguyên bản này, chưa có ép kính, chưa có tái chế gì luôn. Viền, các viền đen xung quanh này rất là đều nhá. Bộ nhớ của nó thì là 32GB. Đấy, pin của nó thì đã là pin thay rồi, 88% các bạn nhé. Đây, đang chạy US 14.7.1 bản quốc tế Mỹ LL trên A, 32GB các bạn nhé. Đấy, đây là một con máy mà đầu, cái cam đầu tiên của nó là có cam chụp ảnh chân dung các bạn nhé. Đấy, để mà nói về dòng iPhone thì nó lại rất là bền bỉ. Đấy, các bạn riêng con iPhone 7 Plus này các bạn có thể bây giờ nó vẫn đang cập nhật được phần mềm cao nhất thì các bạn thoải mái dùng tầm khoảng 3 năm nữa đến 4 năm nữa vẫn thoải mái các bạn nhé, không phải lo. Bởi vì giờ 6S vẫn đang dùng được, 6 thường vẫn đang dùng được, thì 7 Plus phải ít nhất phải 3-4 năm nữa mới hỏng. Đấy, thì các bạn thấy những chiếc máy này vừa to vừa khỏe, pin cũng khỏe nữa. Đấy, thì bên mình bán cho bạn giá chỉ có 2.900.000 thôi. Đấy, về các bạn chỉ việc dùng thôi nhá, đầy đủ tất cả chức năng. Zin nguyên bản bên mình đã kiểm tra ở bên trong rồi, main không có sửa chữa gì cả luôn các bạn nhá, chỉ có mỗi pin là thay thôi. Đấy, nói chung đây là một con zin 99%, có mỗi quả pin là thay thôi các bạn nhá. Máy sẽ tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc và một kính cường lực bảo hành 3 tháng nữa 1-1. iPhone 6S Plus, đây là một chiếc máy, nếu mà các bạn đã theo dõi mình từ lâu thì đây là chiếc máy mình đã bán ra cách đây tầm khoảng 8 tháng đến 9 tháng. Đó, khách mua cái thời đấy đó là cái thời của những chiếc máy trưng bày, hàng trưng bày các bạn nhá. Pin 100% luôn. Đấy, về khách dùng rất là giữ gì này, nhìn chân sạc và lỗ tai nghe vẫn còn trắng tinh này. Đấy, nhìn các bạn nhìn này, rất đẹp nhá. Đấy, máy ngoại hình của nó thì chỉ có run rế một chút thôi, bởi vì đây nó là hàng zin. Đấy, màn hình của nó này đẹp tuyệt vời, lung linh luôn. Đấy, không có tái chế sửa chữa gì cả, máy vẫn zin nguyên bản 100%. Đấy, bộ nhớ của nó 64GB bản quốc tế Mỹ. Đấy, con này pin của nó vẫn là 100% luôn các bạn nhé. Này, pin vẫn 100% luôn đấy, khi khách dùng đến 8 tháng 9 tháng rồi vẫn 100% và dùng pin rất là khỏe luôn các bạn nhé. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ, đầy đủ tất cả các thứ, bên mình bán cho bạn giá chỉ có 2.300.000 thôi. Đấy, đây để xem nó là bộ nhớ của nó là 64GB rồi. Các bạn mình quên không xem US 15.2 này, bộ nhớ của nó là 64GB, đang là phiên bản LL trên A này. Đấy, Mỹ luôn các bạn nhé. Tặng ốp lưng, tặng sạc, tặng cường lực, bảo hành 3 tháng lỗi 1-1 cho các bạn. Riêng các cái máy này các bạn dùng, chỉ việc lắp sim vào dùng là không bao giờ có lỗi lầm gì cả. Tiếp theo đến lốt 20 phiên bản Mỹ, 2 sim. Đấy, một sim vật lý, một eSIM, có hai màu cơ bản, đó là màu xanh và màu xám. Đó, tất cả ngoại hình của nó thì đều là chiếc máy hàng zin keng sa beng luôn, zin keng sa beng các bạn ạ. Màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình, áp suất thì căng nét luôn. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB, chạy chip Snapdragon 865, màn hình của nó là 6.6 inch. Đây là những chiếc máy đời cao mà giá bây giờ thì tương đối là dễ nghe, chỉ có 6.100.000. Đấy, thậm chí các bạn cũng có thể mua với cái mức giá tầm 5.500.000, 5.700.000, 5.800.000. Thì đấy là những chiếc máy mà hàng nó có xước phẩy nhẹ. Đấy, còn những chiếc máy mà hàng đẹp lung linh như này thì bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có 6.100.000 thôi. Tặng ốp lưng, tặng sạc và tặng miếng dán màn hình, bảo hành 3 tháng lỗi 1-1 các bạn nhé. Tiếp theo nữa đến Samsung Galaxy S9 nhỏ, đây có một cây máy màu xanh, xanh nước biển, máy rất đẹp luôn. Ngoại hình của nó thì có thể nói là hàng đẹp 97-98%, nó có xước nhẹ ở các góc, một góc này thôi, còn lại là đẹp luôn các bạn nhé. Xước nhẹ tí xíu thôi. Màn hình thì các bạn yên tâm, màn chưa qua phích ám, chưa qua tái chế mà được cái màn này các bạn nhìn này, đẹp tuyệt vời không mặt trời luôn, không có ám ố gì cả. Đấy, đây là chiếc máy hàng cực chất. Máy thì 2 sim 2 sóng online, máy 2 sim 2 sóng online các bạn nhé. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Đây là những chiếc máy dòng flagship của những năm 2019. Thời đó mới ra thì tất cả đều là trên 24-25 triệu các bạn ạ. Đấy, và đến bây giờ thì giá nó chỉ còn 1/10 thôi.
các bạn chỉ việc mua với giá của nó chỉ có 2.900.000, tặng ốp lưng, tặng sạc, tặng tai nghe. Đó. Và S21, S21 chạy chip Snapdragon 888, con chip này thì cực kỳ khỏe, cực kỳ đỉnh rồi. Máy màu trắng ngọc trinh, zin keng sveng luôn. Đấy. Màn hình trắng sáng, không ám, không ồ, không lưu hình. RAM của nó thì là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB. Cực kỳ khỏe luôn. Màn hình của nó 6.2 inch, thiết kế rất gọn gàng, ngăn nắp, rất đẹp. Camera của nó thì siêu LED luôn các bạn ạ. Camera siêu LED luôn. Đó, máy thì một SIM vật lý, một eSIM phiên bản Mỹ. Bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó chỉ có 6.600.000 thôi các bạn nhé. Áp suất chắc chắn 100% một căng đét luôn. Mình sẽ test thử. Từ nãy giờ không test áp suất. Máy bán ra bên mình bao zin thì các bạn cứ yên tâm nhé, không phải lo vấn đề là máy nó lỗi lầm nó như thế nọ như thế kia nhé. Đấy. Về chế độ bảo hành thì các bạn cũng yên tâm rồi, 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nữa. Đấy, S15G đây, lâu lắm rồi bên mình lại có một chiếc S15G hàng zin chuẩn như thế này. Đấy, ngoại hình của nó thì nhìn kỹ thì sẽ có các cái phe phẩy nhẹ lông mèo. Đấy, nhưng mà nhìn nhác qua thì nó lại là một chiếc máy hàng đẹp 99% luôn, hàng zin chuẩn chất, áp suất còn. Đấy, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Máy một SIM có hỗ trợ 5G. Pin của nó thì 4500mAh các bạn nhé. Màn hình của nó này, đây màn 2K thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Giá bên mình đang bán cho bạn là chỉ có 4.300.000 thôi. Và các bạn sở hữu một chiếc máy màn hình 6.8 inch, pin của nó lên đến 4.500 thì các bạn yên tâm. Đấy, sử dụng tẹt ga luôn. Cụm camera trước là hai camera, một mắt cảm biến. Đấy, cụm camera sau thì lên đến 1, 2, 3, 4 camera và một cảm biến. Đấy. Rất là đẹp nhá. S15G, máy màu đen. Tặng sạc, tặng ốp lưng, tặng tai nghe, tặng miếng dán các bạn nhé. Bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Và đây là những chiếc máy mà hàng zin zin keng sveng. Đấy. Zin nguyên bản luôn. Máy thì là S20 Ultra phiên bản Mỹ. Đấy, màn hình trắng sáng, không ám, không ồ, không lưu hình. Đấy. RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 128GB các bạn nhé. RAM 12, bộ nhớ 128GB. Phiên bản Mỹ, 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. Đó, pin của nó thì là 5000mAh. Đấy, chip của nó là Snapdragon 865. Đấy, cụm camera zoom 100x luôn các bạn, zoom thì cực kỳ LED luôn. Có thể zoom đến 200m. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, zoom lên nha, nhìn rất là rõ. Để xem con cái gì nó nhỏ bé hơn. Thử ở đây xem. Đấy, lấy LED một phát này. Đấy, các bạn nhìn thấy cho đây là nó bị đang bị bóng đèn nhá. Chụp cái này thì các bạn không được run tay nhá. Bởi mình thì vừa nói vừa chụp cho nên nó hơi bị run tay. Đấy, chứ còn nếu các bạn mà là nhiếp ảnh ra hoặc những người cực tay hoặc là thợ ảnh thì các bạn dùng chiếc máy này thì quá tuyệt vời nhé. Có hai màu, đó là màu đen và màu xám. Đó. Tặng các bạn ốp lưng, tặng sạc siêu nhanh, cũng như là tặng dán màn hình, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Đó, giá chỉ có là 7.200.000 thôi. Hàng zin keng sveng. Đó. Ngoài ra thì bên mình vẫn có những chiếc iPhone đời cao, ví dụ 11 Pro Max, 12 Pro Max hay 13 Pro Max. Đó, hay là những chiếc máy của Samsung thì có lốt 20 Ultra phiên bản Mỹ 2 SIM, giá thì màu lâu là 9.900.000 và màu đen là 9.700.000. S22 Ultra phiên bản Mỹ cũng là 14.500.000 các bạn nhé. Hay Z Flip 3 phiên bản Mỹ giá 6.800.000, rẻ như Z Flip 2 luôn. Đó, vậy là hôm nay bên mình đã review xong chiếc máy đang có tại kênh, thì rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.